song ca giấu mặt tuần này, 4 căn phòng bí ẩn còn lại sẽ tiếp tục được bật mở. 4 nghệ sĩ khách mời lại được chọn ngẫu nhiên tiếp các giọng hát vẫn còn đang ẩn giấu. 4 giọng ca mới. Bốn người chơi này sẽ phải luôn sẵn sàng hát bất cứ bài hát nào trong 4 bài hát còn lại, nhưng họ sẽ không biết hát với ai, hát bài hát gì và hát vào lúc nào. Hai người chơi nào sẽ bước tiếp vào vòng song đấu để trở thành người chơi chiến thắng sau cùng. Chào mừng quý vị đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt, và cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega CS thực hiện, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và trong chương trình này, quý vị sẽ được thưởng thức những tiết mục song ca rất đặc biệt đến từ các nghệ sĩ khách mời cũng như là các người chơi tham gia chương trình. Và ở tuần trước, phần 1, chúng ta đã được theo dõi những tiết mục song ca rất là tuyệt vời. Khanh muốn tất cả quý vị chúng ta cùng xem lại những hình ảnh đẹp của tuần trước. Trong tiếng hát về Phượng Hồng là hoàng hậu đó, buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi. Nếu em thiếu anh trên đời, hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày, thì là một ngày chẳng vui. Tuần trước trong phần 1, và tối nay tiếp tục với phần 2 sẽ là những màn song ca tuyệt vời tiếp theo. Bây giờ Khanh mời ca sĩ Hồng Gấm sẽ lựa chọn nghệ sĩ. Em nhớ là anh Long Nhật có chuẩn bị bài hát thứ hai là bài Tình Đời, và đó là một bài mà em nghĩ tất cả những ai làm nghề anh em mình đều rất thích bài đó, và em rất mong đợi để được nghe anh và bạn ở trên song ca bài đó. Thế thì ca sĩ Hồng Gấm đã lựa chọn anh Long Nhật. Anh Long Nhật sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình, chọn căn phòng nào. 10 giây của Long Nhật bắt đầu. Và xin mời anh Long Nhật nhấn nút. Anh đã chọn căn phòng số 8. Và bây giờ ca khúc mà Long Nhật sẽ song ca với người chơi ở căn phòng số 8 là ca khúc Tình Đời. Xin mời anh. Đang thương và đang được yêu. Tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu.
xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên anh. Khi chót mang duyên kiếp cầm cá, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa anh đèn, có anh đưa em. Tiếng trách chê của đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Xin nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Một tiết một rất đẹp. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật kết quả này cho đến cuối chương trình. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái mặc một chiếc áo rất là đẹp. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên em xin được gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo cũng như là tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuyết Lan và em hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cho Khanh hỏi công việc hiện tại của bạn là gì? Dạ, hiện tại em đang là một ca sĩ tự do và em cũng có đi dạy bên âm nhạc luôn ạ. À, dạ. Cũng là một giáo viên. Dạ. Bạn cảm thấy như thế nào giữa cái việc mà mình gặp gỡ học trò với lại việc mình đứng trên sân khấu hát? Hai việc đó thì thật ra là nó cũng tương đồng như nhau. Mình đứng ở sân khấu thì mình cũng thể hiện cảm xúc và mình truyền tải những cái bài hát qua bằng cái chính cái cảm xúc của mình. Khi mình dạy học trò thì mình cũng phải đứng trên bục giảng và mình dạy bằng cái tâm của mình để học trò có thể hiểu được. Cảm ơn Tuyết Lan rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của ba vị khách mời còn lại khi mà thưởng thức tiết mục Tình Đời. Quá xá tình trên sân khấu và hôm nay em ganh tị với anh Long Nhật vô cùng. Thế rõ ràng là từ cái đón đầu tiên của anh là anh bước lên cầu thang, hình ảnh nó đẹp dễ sợ. Và đặc biệt ở Tuyết Lan thì anh ấn tượng về cái cách nhả chữ của em. Em nhả chữ rất kỹ và có lẽ là điều đó cũng hợp với anh Long Nhật luôn. Cái sự hòa quyện và cái cách hát tỉ mỉ, tinh tế, nắn nót từng chữ thì hai anh em đã làm rất là hòa quyện và cho Quốc Đại một cái cảm giác, một ca khúc Tình Đời đông đầy tình cảm, đông đầy cảm xúc.
Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Thế còn ca sĩ Hồng Gấm thì sao? Bài này cũng là một bài mà Khanh đã từng nghe Gấm hát. Em đặc biệt rất thích bài hát này. Rất cảm ơn bạn Tuyết Lan đã thể hiện rất là thành công, cho Gấm thấy được là bạn đang hát cho chính cuộc đời của bạn. Và Gấm cũng được an ủi khi mà nhờ có chàng trai này hứa hẹn sẽ che chở, sẽ cùng chia sẻ, cùng cảm thông. Vì Hồng Gấm cũng cầu mong là tất cả các anh chị nghệ sĩ khi mà làm nghề ca hát sẽ được tìm được một cái người thấu hiểu, thông cảm và yêu thương mình ở bên cạnh mình. Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Thế còn Nam Cường, anh có ganh tị với Long Nhật không ạ? Không, mà phải nói là cảm ơn anh Long Nhật đã lựa chọn bài hát này. Bởi vì anh biết không, khi mà anh đứng đây anh cất cái tiếng hát của anh lên á, thì rất là nhiều những ký ức hiện về. Bởi vì đây là một trong những bài hát mà em đã từng nghe trong một cái giai đoạn mà hơi khó khăn của em trong nghề nghiệp. Thật sự là bạn phải cảm ơn anh Long Nhật rất là nhiều. Bởi vì bạn biết không, khi mà mình hát lên sân khấu một giọng ca đẹp, một ngoại hình đẹp, nó vẫn chưa đủ bằng một cái cảm xúc đẹp nữa, thì nó sẽ giúp cho cái khán giả cảm nhận được ca khúc của mình nhiều hơn. Và hôm nay thì anh Nhật mang lại cái điều đó, đúng là giống như là một bậc thầy. Cảm ơn anh. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Và hy vọng rằng cái sự hỗ trợ hết mình của Long Nhật sẽ giúp cho Tuyết Lan ghi điểm được trong mắt của tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay. Còn bây giờ thì trước khi đến với những tiết mục tiếp theo, Khanh mời quý vị chúng ta sẽ giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ Khanh mời anh Long Nhật sẽ lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo. Bây giờ anh sẽ chọn cái người tiếp theo. Cô bé xuất hiện một cái là bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu lo toan, bao nhiêu vất vả. Có vẻ như anh ấy đang nói đến mình đi Gấm à? Đúng rồi, chỉ còn một cô bé duy nhất trong gia đình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và anh Long Nhật đã lựa chọn ca sĩ Hồng Gấm. Ca sĩ Hồng Gấm sẽ trình bày ca khúc còn lại mà cô ấy đã mang đến chương trình này, là ca khúc Độc Thoại. Bây giờ sẽ là căn phòng mà Gấm lựa chọn. Khanh mời bạn, 10 giây dành cho Hồng Gấm, bắt đầu. Và xin mời Hồng Gấm nhấn nút. Và đã lựa chọn căn phòng số 4. Đang không biết nên chọn số nào, cái nhìn lên màn hình thấy số 4 thôi, chọn 4 luôn. Tự nhiên là số 4 đập vô trong mắt mình luôn. Yeah. Không biết vị trí này có mang đến một cái sự kết hợp ăn ý cho Hồng Gấm hay không. Thì bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta cùng đến với tiết mục Độc Thoại. Em
nhắc lên rằng anh nhớ em, yêu đương thơ ấy chỉ còn lại những cánh đồng hoang. Đơn côi sống tôi, anh bây giờ chỉ thế thôi. Hoang mang trong vắng, biết bao lần anh đã tự hỏi rằng người đâu đó có còn khôn khó, có còn yêu em nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về em dù là trong phút giây. Vì anh bước đi, lòng đã không suy nghĩ để em bước đi trách nhau được gì. Vì anh bước đi, lòng đã không suy nghĩ. Vừa thưởng thức ca khúc Độc Thoại, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Hồng Gấm. Dạ vâng, trước tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo và cũng như tất cả mọi người có mặt trong phim trường ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Lê Châu Phương Tùng, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Phương Tùng, công việc hiện tại của Tùng là gì? Dạ, em là ca sĩ tự do. Hôm nay có phải là một cái duyên khi mà bạn biết đến chương trình này hay không? Dạ đúng ạ. Trước giờ ít khi nào mà em nghĩ rằng là mình sẽ có được một cái cơ hội để được song ca với một người nổi tiếng. Tại vì công việc của em là chủ yếu là hát ở những cái tụ điểm nhỏ hơn. Cho nên là việc mà có được một cái chương trình để có thể song ca cùng với một người nổi tiếng thực sự là một trong những điều mà em ao ước rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay mình đã được thành sự thật ạ. Em thì là hơi sợ nha. Tại sao vậy? Bạn hát mà bạn nhập tâm mà cái ánh mắt của bạn nhìn em nói chết rồi. Nhìn sâu thẳm vào mắt mình đúng không đó? Chết rồi, em có lỗi gì? Cái cách hát của em ở bài này thì rõ ràng là Hồng Gấm đã bị choáng ngợp. Em xin cảm ơn ạ. Thật ra thì bạn bước ra là thấy một người rất là phong cách. Bạn có một cái kiểu, một cái style riêng của bạn khi bước ra sân khấu. Thì cái đó là một cái điểm cộng. Bởi vì mỗi ca sĩ bước ra sân khấu sẽ phải có một cái riêng. Và cái điểm của bạn ngày hôm nay là chắc chắn rằng sau chương trình này mọi người sẽ nhớ đến tiết mục này. Bởi vì cái cách bạn thể hiện. Nhưng mà diễn trên sân khấu thì có một cái nữa là mình phải tương tác với bạn diễn một chút xíu nữa. Nếu mà mình đưa cảm xúc, ok, mình có nhiều cảm xúc dạt dào. Nhưng mà mình để cho bạn nữ đứng chơi chọi như vậy á, thì thành ra cũng hơi tội cho nữ. Tùng là tương tác với lại Gấm đó, mà lại Gấm cố tình Gấm lùi để Gấm bè. Ừ. Cố tình lùi về phía sau. Hồng Gấm đầu tiên, Hồng Gấm solo quá hay. Cái voi của em quá đẹp. Kể cả cái bài trước Phường Hồng và bài này Độc Thoại. Cái giọng hát em là một tiếng hát lồng lẫy. Và Tùng là em đang kể một câu chuyện tình bằng âm nhạc, bằng chính con tim và khối óc của em. Hoàn toàn không giống ai hết. Tốt xấu hay dở gì, em phải là em cơ đã. Đó mới là nghệ sĩ. Anh rất là đồng ý trong cái phần biểu diễn của em. Yeah. Cảm ơn những chia sẻ và những đóng góp rất là
quý báu của các khách mời dành cho Phương Tùng. Một lần nữa cảm ơn Phương Tùng vì đã dành cho chúng tôi một cái tiết mục rất là mãn nhãn vừa rồi, một câu chuyện mà bạn đã kể theo cách của riêng mình. Và bây giờ trước khi đến với những tiết mục tiếp theo, khách mời quý vị chúng ta cùng giải lao trong ít phút quý vị nhé. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ khách mời ca sĩ Hồng Gấm sẽ lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo. Hồi nãy anh là khen em là biết lùi về sau để hỗ trợ cho bạn tỏa sáng. Nên em chọn anh Nam Cường. Ca sĩ Hồng Gấm đã lựa chọn ca sĩ Nam Cường. Và Nam Cường ơi, anh sẽ lựa chọn căn phòng số mấy? Anh chỉ có 10 giây thôi nhé. Ok. Thời gian dành cho Nam Cường bắt đầu. Đó là căn phòng số 6. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Nam Cường song ca với người chơi trong căn phòng số 6, ca khúc Chim Trắng Mồ Côi. Thank you.
vừa được thưởng thức một tiếng một rất là tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay. Bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo cũng như là các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Yến Khoa, em quê ở Vĩnh Long, em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình như là hôm nay có một cái điều gì đó nó liên quan tới mình lắm. Bởi vì ở cái vòng trước á thì là một cô gái mình cốm, cô kia là bánh da lợn. Bánh da lợn là cái màu rất là xem nhau. Dạ. Xong cái vô đây nè, màu nó cũng hơi xanh nhạt nhạt nữa, xanh lá mạ. Cũng có một xíu liên quan đó. Anh Guộc thấy gần, quá hợp với bài chim trắng mồ côi luôn. Giang cánh lên nào. Đấy. Quá hợp luôn. Không, duyên phận rồi. Tại vì lúc đầu đã để ý hai cô. Một cô là mặc tua rua, một cô thì mặc hơi lùm xùm. Hồng Cẩm ơi, bạn cảm giác như thế nào sau khi xem xong tiết mục vừa rồi? Em có nói với anh Long Nhật là giọng của bạn này rất là lạ. Ừ. Mà nó lại rất là chân thật. Nó có gì đó rất là chất phát và chân thật, giống như cái sự hồn nhiên của bạn trên sân khấu vậy đó. Rất là dễ thương luôn, chúc mừng em. Cảm ơn và chị. Điều đó thì rất là hợp với ca khúc này luôn rồi. Dạ. Còn nói gì nữa. Dạ, em xin cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn Nam Cường cũng như là Yến Khoa đã mang đến một tiết mục rất là tuyệt vời. Và thưa quý vị, trước khi đến với tiết mục tiếp theo, xin mời quý vị cùng giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chắc chắn không cần phải nhờ anh Nam Cường lựa chọn nữa, mà chúng ta sẽ mời anh Quốc Đại lựa chọn căn phòng mà anh muốn. Anh có cần lựa nữa không? Bấm luôn. Anh Quốc Đại đã lựa chọn căn phòng số 2. Và ca khúc của anh thể hiện là Đập Vỡ Cây Đàn. Xin mời. Đập vỡ cây đàn tận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để vơi. Đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Người đôi trắng thay đen, giận
tận đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Xây đắp gia đình tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi đàn ơi biệt ly đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen dần đời trở như bàn tay đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen dần đời trở như kết hợp rất tuyệt vời. Bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với Hàn Quốc Đại. Xin mời quý vị 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và lần đầu tiên thì cho phép Duy Dương đời trên đường chào đến quý vị giám khảo và cùng quý vị khán giả hội trường hôm nay cũng như cô chú anh chị em đang xem màn ảnh nhỏ, cũng là chúc sức khỏe thân thương và trân trọng nhất ạ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên anh Quốc Đại gặp Duy Phương. Không, đúng rồi, lần đầu tiên mà khi mà Phương bước ra và Phương cất tiếng hát á, ôi trời, sao mà giọng đặc biệt dữ vậy. Không có gì hơn là mong rằng anh có một dịp mời em hát song ca cùng anh một ca khúc mà nào đó ngoài ca khúc này. Và hôm nay thì thật sự là khi mà hát cùng với Phương thì mình cứ thoải mái hát, mình không có nghĩ là mình hỗ trợ cả, mình chỉ nghĩ là mình hát cùng với một người đồng nghiệp khó giọng ca thật là hay, đúng không quý vị? Em bị ấn tượng với cái giọng hát của anh quá. Đều chắc chắn, đều đẹp và quan trọng là lại rất là thật. Cái tình cảm rất chân thật. Em rất là thích. Và anh cảm ơn em rất nhiều. Nói về hạt hay thì anh cũng bàn từ cái câu chuyện hạt hay của Duy Phương nữa rồi. Bởi vì em là một tiếng hạt nồng nàn. Em hay từ ngày đầu tiên gặp. Và trong cái tiếng hạt của em nó có cái mộc mạc của một chàng thợ xây, nhưng có cái sự điêu luyện của một người nghệ sĩ. Dạ, anh Quốc Đại rất là nhiều, chân cảm ơn ạ. Này cũng Duy Phương cũng cảm ơn MC đẹp trai. Hồi nãy giờ rất là nhiều. Thôi anh được khen em nữa mà, em cảm ơn mũi đấy. Anh. Cảm ơn Duy Phương một lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chờ đợi phần quan trọng nhất trong đêm nay. Đó chính là kết quả sau khi 8 tiết mục song ca đã hoàn thành. Thưa quý vị, như vậy là 8 người chơi với các giọng hát bí ẩn đã lộ diện. Chỉ còn một điều bí ẩn duy nhất, đó chính là bảng điểm tổng kết của chương trình chưa lộ diện mà thôi. Và bây giờ Khanh sẽ lần lượt công bố kết quả của từng người chơi trong đêm nay. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình. Ở vị trí căn phòng số 1, Nguyễn Xuân Dũng. Bạn nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 94%. Và căn phòng số 2 với tiếng hát Duy Phương, phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Duy Phương là
bao nhiêu đây ạ? Và đó là... Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với căn phòng số 3 với tiếng hát Khánh Linh. Số phần trăm mà khán giả đã bình chọn cho bạn là... 90%. Tiếp theo là căn phòng số 4, tiếng hát Lê Châu Phương Tùng. Và phần trăm khán giả tại trường quay đã bình chọn cho Phương Tùng là 92%. Và bây giờ là căn phòng số 5 với tiếng hát Cao Lan. Và phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Cao Lan là 93%. Cao nha. Tiếp theo chúng ta cùng đến với căn phòng số 6. Phần trăm bình chọn dành cho tiếng hát Đặng Yến Khoa là 89%. Bây giờ sẽ là căn phòng số 7 với tiếng hát Đoàn Lê Phương Thảo. Phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Đoàn Lê Phương Thảo là 91%. Và cuối cùng, căn phòng số 8, tiếng hát Tuyết Lan. Phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Tuyết Lan là 92%. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng biết được hai người chơi có tỷ lệ phần trăm cao nhất tính cho đến thời điểm này chính là căn phòng số 1 và căn phòng số 2. Xin chúc mừng cho Nguyễn Xuân Dũng và Phi Phương. Và bây giờ chúng ta hãy nói lời chào tạm biệt với 6 người chơi còn lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đến với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ sẽ là màn song đấu của Xuân Dũng và Phi Phương. Xin mời hai bạn cùng di chuyển xuống dưới sân khấu với Khánh. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là hai người chơi đã nhận được phần trăm bình chọn cao nhất của khán giả tại trường quay, đó chính là Xuân Dũng và Duy Phương. Chúng tôi sẽ lựa chọn ca khúc của người chơi có tỷ lệ phần trăm cao hơn. Và không biết rằng anh Duy Phương, anh đã mang đến ca khúc gì? Thì Duy Phương cũng qua chương trình thì cũng rất là vui rồi. Thì hai anh em thì hôm nay kết hợp trong một cái bài này thì Duy Phương gửi đến đại gia đình, quý vị khán gạo cùng quý vị bài hát Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Bởi vì theo luật thì chúng ta sẽ lựa chọn ca khúc này của anh Duy Phương để song đấu. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất muốn biết Xuân Dũng, bạn đã chuẩn bị ca khúc gì khi mà đến với Song Ca Giấu Mặt? Tới cho chương trình thì em muốn gửi tới ca khúc Bình Yên. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục song ca giữa Duy Phương và Xuân Dũng cùng ca khúc Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Bây giờ sẽ là thời gian để cho hai chàng trai tập luyện quý vị nhé. Trở về đây lúc đêm vừa lên, ôi nổi vậy kìa, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm em ai, một tình yêu thoát trên tầm tay.
chợt đâu đây vọng đưa. Công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu. Rồi sắp khóc nữa rồi. Thu đen thu đi cho lá vàng lại bay. Em theo bước về nhà ai? Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bóng nghe mặn môi. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về đâu. Tiếng buồn chợt đầu vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đâu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai? Ân tình xưa đã lỡ, trời mưa bỗng nghe mặn môi. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau cố nhân u sầu. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau và đó là Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân với tiếng hát Xuân Dũng và Duy Phương. Mỗi tiếng hát là một màu sắc khác nhau. Khanh nghĩ rằng điều này sẽ rất là làm khó cho quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Xuân Dũng hoặc Duy Phương. Nếu như quý vị chọn tiếng hát của Xuân Dũng, quý vị sẽ bấm vào nút A. Nếu như chọn tiếng hát của Duy Phương, hãy nhấn vào nút B. Và chúng ta có 10 giây. Thời gian của quý vị bắt đầu. Một
Một lần nữa cảm ơn tình cảm của quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thưa quý vị, kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình chính của sân khấu. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình. Không biết rằng quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của Xuân Dũng và Duy Phương mỗi người là bao nhiêu phần trăm? Chúng ta đang thấy 52% và 48%. Và tiếng hát của người chơi nào sẽ giành chiến thắng tại song ca giấu mặt? Là Xuân Dũng hay Duy Phương? Người nào nhận được 52%? Kết quả là... với 52% là phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay. Chúc mừng bạn Nguyễn Xuân Dũng đã nhận được 10 triệu đồng là phần thưởng của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng cũng như là Duy Phương vì đã dành thời gian đến với song ca giấu mặt và cho chúng tôi thưởng thức tiếng hát của các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình trong thời gian vừa qua. Và chúng ta sẽ còn gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc vào mỗi tuần lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình Song ca giấu mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega TS thực hiện đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Hãy đón xem tập 11 Song ca giấu mặt được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 15 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.